Tối ngày 24 tháng 9, ghi nhận của Dân Việt, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Thành Công, chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trên đường Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Công. Thông tin ban đầu, ông Phạm Thành Công bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố để điều tra về hành vi nhận một khoản tiền lớn của một người dân tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, ông Công không thực hiện được thỏa thuận và cũng không trả lại tiền. Vì vậy, trong buổi tiếp công dân định kỳ của quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì, người dân đưa tiền cho ông Công trước đó đã mang tài liệu đến tố cáo. Sau đó, ông Nguyễn Thái Học đã chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ. Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.